Ủa quay hay chụp gì bảo? Không biết quay hay chụp nhưng mà đang chạm vòng. Giờ đây quay hay chụp? Chị cái tự nhiên này để em lo. Chị cái tự nhiên. Xíu mùi đá. Ủa lấy gì hả? Mang lấy gì không? Này cô nương, bánh kem đẹp quá. Không, công nhận là cái bánh kem nó đẹp thiệt. Có cái người thổi vậy thôi, ấy hay xí. Cướp cái đã rồi. Đưa mà hát xong rồi bạn thân. Ừ, hát nè. Lại lần 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday. Ở gì? Ủa gì xong rồi hả? Ở chưa quay gì hết mà. Chưa mà. Chị đừng nghe nó. Hai. Nói thiệt hả? Hả? Thấy đó. Đi đó. Không, không trên mọi định đem mới nói đó. Không, đừng đáp, đừng đáp.
lên bác. Cái dù á, bác mở xéo cặp á. Rồi tiếp theo. Hạnh phúc. Nãy giờ là con ăn chút lớn, vẻ đẹp, thành công, hạnh phúc. Gần hết rồi đó. Gần hết. Trời ơi. Sướng luôn rồi kìa. Dạ em hỏi nha. Cái này là câu hỏi của chị lên em hỏi trước. Ôi sao mày nói hỏi em mày hỏi ra mọi người đứng đây bậy bạ. Rồi. Anh ơi. Em một chén xuống. Thôi em không hỏi câu đó được chị ơi. Em cho em rồi em có được cha. Em rồi em gái chị em không có được. Mặc dù em rất muốn. Nhanh đi nha, nghe mùi thèm lắm rồi đó. Cái đó là không đó nha. À. Là... chết anh rồi, tiêu anh rồi. À, chúc chị Hằng mau sớm trở thành triệu phú. Ấy. Trời ơi. Đấy, 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 không là hết rồi. Trời ơi, yêu nè, ghét nè, hận nè, thù nè, muốn quấn không nè, sao tự nhiên tất cả đều dồn. Có cái vấn đề. Trời sao tất cả đều dồn vô mình hết vậy trời. Tại đây cũng có hai người. Ủa, cái đường quyền đổi câu hỏi phải. Thế thì Sư Lâm kìa. Có hỏi rồi. Vậy hỏi con nói gì? Giờ Hằng có thể quán hạnh phúc không? Em muốn hỏi. Nó đợi chưa lên là hết pin rồi. Giờ tao sẽ làm
trả lại đi nha, trả lại cái đó. Chưa được phải trả lời rồi. Dạ có. Cả mọi người đang dự hai game gì vậy?